được gặp lại với các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem được những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách tạo một cái đầu USB hay là boot để chúng ta có thể boot máy trực tiếp, để chúng ta sẽ cài Win hoặc là gốt lại máy và phân tách ở phần chiều cứng của máy thiết bị của các bạn mà không cần đến cái đĩa hay là boot. Cái đĩa là hay là boot ở thời xưa ấy, nó sẽ ở trước ấy, thì nó sẽ có một cái đĩa, sau đó có một cái bộ công cụ phần mềm đấy ạ, nó khoảng 700 hay là 600 MB đấy, nó có các công cụ phần mềm và cho chúng ta đĩa boot vào trong máy tính của chúng ta, được chưa? Thì boot nó sẽ vào hệ giao diện DOS hoặc là vào MIDI Windows, được chưa? Để chúng ta tiến hành backup lại dữ liệu, nếu hoặc là chúng ta sẽ chỉnh sửa file, hoặc là chúng ta sẽ cài Win, hoặc là chúng ta sẽ tách lại đĩa, được chưa? Thì cái đĩa boot này nó làm nhiệm vụ là nó sẽ boot trực tiếp lên cái đĩa đó, bởi vì là Windows hệ điều hành của chúng ta bị cái lỗi gì ấy, mà lỗi Win không khởi động được ấy, thì chúng ta sẽ dùng đến đĩa đó, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách tạo một cái đĩa hai lần boot cũng được, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn với các bạn tạo theo một USB hai lần boot để nó thuận tiện hơn. Cái USB thì các bạn có thể mua ngoài thị trường khoảng 2GB đi được ạ, hoặc 4GB, mình chọn 2GB là đủ rồi, quá đủ rồi, để chúng ta chỉ chạy USB hai lần boot thôi. Được. Chạy USB hai lần boot thì các bạn chỉ cần có một chiếc USB và có công cụ để chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Đây là mình sẽ có công cụ là USB Uvinizer, là Intoner, là công cụ mới, và mình sẽ tiến hành một chú kích cho nó sẽ tự động boom cái file đó vào trong USB của chúng ta. Chúng ta không cần phải thao tác gì cả, rất dễ dàng chúng ta thực hiện, phải không ạ? Và mình cũng sẽ hướng dẫn với các bạn hết, được chưa? Nhớ trước hết các bạn phần tải tải cái bộ công cụ boot 15.2 mới nhất về, được chưa? Các bạn có thể tải ở trên các forum hoặc diễn đàn các thứ, được không? Thì cái USB ấy, thì nó tiện là nó ở chỗ nào, nó rất nhỏ gọn, nó chỉ nhỏ hai bàn tay của chúng ta, được chưa? Và nó có thể lấy vào trong túi của chúng ta để lấy đi nó tiện hơn. Chứ hàng đĩa chúng ta có thể lấy đi, nhưng mà đĩa của nó to hơn, được không? Nó lấy đi nó khó, cầm nó khó. Thứ hai nữa là tốc độ của USB nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh hơn là đĩa, phải không ạ? Nó sẽ nhanh hơn là đĩa. Và cách cài đặt nó rất đơn giản, Còn đĩa nhược điểm của cái USB là các file dữ liệu ở trong USB khi các bạn không cẩn thận đấy, nó có thể bị nhiễm mã độc, hoặc là nó có thể bị mất đi, được chưa? Bởi vì USB chúng ta có thể xóa đi được, xóa và có thể thêm vào được, thì nó có thể mất đi hoặc là chỉnh sửa đi, gây ra hiện tượng bị lỗi USB. Cho nên là khi các bạn lấy cái USB đi lấy cái USB hay là boot thì các bạn cần phải mang đi 2-3 cái để dự phòng khi các bạn đi cài Win hay cài máy tính các thứ, để lấy 2 cái USB đi dự phòng nếu mà cái kia nó bị lỗi ấy, bị nhiễm mã độc từ cái máy kia, thì mình có thể lấy cái USB thứ hai về tiến hành setup, được chưa? Đấy. Thì nhược điểm của USB nó chỉ là thứ nhất là nó bị mất file, được chưa? Thứ hai mất file đột ngột hoặc là do tình trạng nào. Thứ hai là nó sẽ bị hay bị cháy hay là bị lỗi USB thì nó sẽ tốn kém hơn là mua đĩa, được chưa các bạn ạ? Đấy. Ưu điểm của USB là nó chỉnh sửa, nó có thể xóa được chưa? Đấy. Và nó chỉ có mấy cái như thế nó hay bị cháy USB, bởi vì các bạn đi lấy đi chạy các thứ được. Còn đĩa thì ưu điểm của nó là rẻ, được chưa? Rẻ này, tiện này, được chưa? Và nó và nhược điểm của cái đĩa thì nó và ưu điểm của nó là sẽ có là nó cái file của nó không thể xóa được, được chưa? Không thể xóa bình thường, không thể xóa được. Và cái nhược điểm của nó là đã chỉ ghi được, kìa, nếu mà các bạn sử dụng đĩa nó chỉ ghi được một lần này, được, nó hay bị xước này, được chưa? Và tốc độ của nó rất chậm, đấy. Và nó đôi lúc nhiều người nó cũng thích là sử dụng USB hơn, bởi vì nó tiện chứ là các bạn ạ, đấy, tiện, tốc độ nhanh nữa, đấy, ok. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách bung cái file boot của nó, đĩa hai lần boot đấy, được chưa? Ra một cái USB. Trước tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái USB khoảng 4GB hoặc là 2GB đi. Dạ, mình thường là 2GB hoặc 4GB. Đây mình có một cái USB 2 boot, phải không ạ? Đấy. Thì
Bây giờ mình sẽ cài cho mình sẽ để cái USB nó vào trong hệ thống máy tính cộng cắm cổng USB và cắm cổng đằng sau, được chưa? Sau đó các bạn tắt các chương trình phần mềm diệt virus đi, được chưa? Để chúng ta không xóa bỏ cái file run, được chưa? Auto run này nó hay xóa cái file này là file khởi động các thứ, được chưa? Nó tự động chạy. Thì bây giờ các bạn lên diễn đàn này, hoặc là các bạn có thể tải được đường link này luôn nhé. Lên diễn đàn này các bạn nhấn trên Google với cụm từ là USB universal internet thì các bạn lướt xuống để tải cái công cụ đó. Dạ, kích vào đây để tải. Dạ, nó sẽ tải về. Thấy không? Đấy. Nó sẽ tải về. Sau đó các bạn nhấn open này, open. Mình sẽ nhấn open để mở. Rồi, nhấn open. Nhấn open mở thì nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn nhấn offset, sau đó select chọn đến cái mục mà chúng ta cần setup. Thì nó ở đây nó sẽ có mặc định, nó sẽ có cả Windows, cả hệ điều hành Windows nữa. Các bạn muốn cài hệ điều hành Windows của bạn thông qua USB, có nghĩa là cài đặt Win từ USB thì nó sẽ bung cái file ISO này ra cái USB của chúng ta. Để dạng Win 8 cũng thế, nó sẽ bung cái file ISO này ra USB của chúng ta. Win 10 như thế, các bạn có một cái file ISO thì nó sẽ bung ra, nhưng mà bây giờ nó ở một hai lần boot, mình sẽ ghi là hai lần boot. Nếu bạn chọn Win ấy, thì các bạn chọn Windows 7, Windows 8, Windows 10 tùy các bạn, mà hai lần boot thì các bạn chọn đến ISO. Cái file ISO này, đúng không ạ? Mình sẽ chọn đến cái file ISO của mình. File ISO mình ở trong này. Trừ các bạn chú ý này, nếu mà nó không hiện cái file ISO ấy, có một số trường hợp là nó không hiện file ISO. Mình đang ví dụ với các bạn nhé, có một số trường hợp nó sẽ không hiện file ISO. Ví dụ như trường hợp này, có nghĩa là cái file ISO của nó là nó chưa được thay đổi thành cái file ISO hai lần boot. Hai lần boot chấm 15 thì nó chỉ là boot như này. Có trường hợp nó boot như này nó sẽ không có ở đây, phải không ạ? Thì các bạn ra thay đổi cái file này là được nhá. Ra thay đổi cái file boot của nó là được. Và boot chấm hiền chấm boot. Nó có chữ hiền chấm boot này là nó sẽ ok các bạn ạ. Hiền chấm boot. Các bạn xóa cái chữ này là nó sẽ không có đấy. Các bạn chú ý nhá. Các bạn phải để cái tên là hiền chấm boot. Hiền boot CD. Hai lần boot CD. Hai lần boot nhá. Phải để chữ hai lần boot. Hai lần boot. Không phải hiền đâu mà là hai lần boot. Hiền boot CD. Hiền boot CD. Hiền boot xuống đúng. Đọc thế nào cũng được tùy các bạn. Đấy, nó sẽ có ở một bên này. Chờ mình tí mình. Phải không ạ? Khi đó nó sẽ có ở đây các bạn chú ý này. Sau đó mình kích vào cái mục này là được. Và chọn cái USB người ta. Được ạ? Lúc đầu tiên này các bạn chọn đúng cái hai lần boot này, sau đó chọn đúng cái file ISO, có file ISO đổi thành hai lần boot nhá. Sau đó bấm cái đúng chọn đúng USB của bạn 3GB, xem ở ngoài này có phải USB đó không. Đấy, đúng USB nó. Các bạn nên format là một cái đi. Format theo định dạng nào cũng được. Có một số trường hợp ấy các bạn cũng phải đổi cái USB này thành đĩa thành hai lần boot. Hai lần boot phải không ạ? Bạn nhấn start đi. Sau đó các bạn sẽ nhấn format. Được chưa? Sau đó nhấn clear, sau đó yes. Sau đó chờ nó chạy. Đó. Chờ nó chạy. Nó chạy rất nhanh rồi. Đây nó đang chạy. Nó sẽ bung cái file đó vào trong cái thư mục hệ thống của các bạn. Đó. Chờ
Ok, nó đã hoàn thành. Như vậy chúng ta đã có một chiếc USB 2 lần boot thành công. Được chưa? Thì các bạn vào hộp mục này thì nó sẽ có như này. Thì bây giờ mình sẽ rút cái để cái tháo USB này ra. Mình sẽ tháo ra này. Đó, mình tháo ra. Bây giờ mình sẽ cắm lại cái USB đó. Đấy, nó sẽ có mục 2 lần boot. Phải phải không ạ? Thì bây giờ các bạn cắm vào nó sẽ chạy bình thường nha các bạn nha. Các bạn cắm vào trong mục hệ thống của các bạn thì nó sẽ chạy bình thường. Đó. Ok. Ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye. Nhớ đăng ký trên kênh của mình và subscribe nhé.